Chẹn beta là loại thuốc tương đối phổ biến được sử dụng để điều trị huyết áp cao, nhịp tim bất thường và một loạt các bệnh lý khác. Chúng hoạt động bằng cách ngăn chặn epinephrine, hay còn gọi là adrenaline, chất gây ra nhịp tim thấp hơn và nhịp tim ít mạnh hơn. Bằng cách ngăn chặn các thụ thể đó trong cơ thể, thuốc chẹn beta có thể tác động đến phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy của cơ thể. Gần đây, các nhà nghiên cứu đang xem xét liệu thuốc chẹn beta có thể hữu ích trong việc điều trị COVID-19 hay không. Bệnh COVID-19 có thể được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, phản ứng của virus sớm được đặc trưng bởi các triệu chứng giống như cúm. Giai đoạn 2, giai đoạn phổi với các triệu chứng viêm phổi và hô hấp có thể xảy ra. Và giai đoạn 3, giai đoạn quá viêm, trong đó có thể xảy ra suy các cơ quan. Bệnh nhân ở giai đoạn 3 thường bị ảnh hưởng bởi hội chứng suy hô hấp cấp tính ARDS. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí của Trường Đại học Tim Mạch Hoa Kỳ cho thấy rằng metoprolol, một loại thuốc chẹn beta phổ biến, có thể hữu ích trong việc điều trị ARDS do COVID gây ra. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu ngẫu nhiên 20 bệnh nhân COVID-19 mắc ARDS để được điều trị bằng metoprolol hoặc nằm trong nhóm đối chứng không được điều trị thêm. Họ thấy rằng những bệnh nhân được điều trị bằng metoprolol đã giảm viêm phổi và cải thiện lượng oxy mà không có tác dụng phụ. Mặc dù đây là một nghiên cứu thí điểm nhỏ, nhưng kết quả của nó cho thấy rằng siêu đô thị có thể là một cách đơn giản và rẻ tiền để điều trị ARDS ở bệnh nhân COVID. Thuốc chẹn beta như metoprolol có thể hữu ích trong điều trị ARDS vì chúng giúp chấm dứt tình trạng viêm cấp đóng vai trò chính trong ARDS do COVID gây ra. Tình trạng viêm trầm trọng này một phần là do phản ứng miễn dịch quá mức và hoạt động quá mức của bạch cầu trung tính, một loại tế bào bạch cầu và thành phần thiết yếu của hệ thống miễn dịch. Metoprolol làm choáng bạch cầu trung tính và có thể làm giảm số lượng bạch cầu trung tính trong phổi, dẫn đến kết quả tích cực cho bệnh nhân COVID. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!